Chị cũng biết rồi đấy. Con bé Hồng Anh nhà mình nó có một ít khiếm khuyết. Mối cao quá thì không tới, mà mối hơi thấp thì bà lại không ưng. Thế nào là mối cao quá mà với không tới? Con Hồng Anh nhà tôi trong mặt nó mũi nó xinh đẹp như thế, nó chỉ có một tí khuyết điểm thôi. Tôi nói thật với bà chứ, thời buổi này á, kiếm đâu ra được một đứa con gái xinh đẹp như con gái nhà tôi. Vâng vâng, con gái của bà là nhất. À đây, tôi có ảnh của hai thằng cháu ở trong này này. Bà xem là có ưng không? Đâu xem nào. Úi dồi ôi. Ôi, hai đứa đều trông được đấy. Tôi ưng rồi. Đây, nhất là cái cậu thứ nhất này này, tôi ưng này. Cháu nó tên là Tuấn, hơn con Hồng Anh nhà mình 4 tuổi. Hiện cháu đang mở một cửa hàng lớn ở trên thành phố ấy. Làm ăn cũng phát đạt lắm bà. Hơn 4 tuổi á? Như thế nó có già quá không nhỉ? Nó lớn tuổi một chút mới biết thương vợ. Cái con người thằng cháu này thì tôi đảm bảo với bà. Hay là cái thằng thứ hai này đi. Đấy là thằng cháu Hưng. Bố mẹ nó hiền lành lắm. Nhưng phải cái thằng bé này không chịu cố gắng, cho nên đến giờ này vẫn chưa có công ăn việc làm ổn định. Thế à? Chưa có công ăn việc làm ổn định á? Thôi không sao, nhà tôi á dư sức nuôi cả hai vợ chồng nhà nó. Bà cứ đưa cái thằng cháu Hưng này đến đây cho tôi nhá. Nhưng tôi e là thằng bé này không hợp bà. Vì cháu nó mải chơi mà hay giao du với bọn người xấu. Thú thực với bà, lúc đầu tôi cũng không có ý giới thiệu đâu, nhưng bố mẹ nó cứ nhờ vả mãi nên tôi đành phải nói với bà. Thế à? Hay là tôi thấy cái thằng Tuấn này có vẻ được hơn đấy nhỉ? Vâng. Nhưng mà cháu có một ít khiếm khuyết. Ô. Chân nó hơi bị thọt bà. Úi dồi ôi, bị thọt á? Bị thọt là bà cũng đưa đến đây giới thiệu cho con gái thôi á. Bà bình tĩnh nghe tôi nói đã. Tuy cháu nó đi lại hơi có một chút khó khăn, nhưng tính cách của nó thì không che vào đâu được. Mà nó cũng hợp với con Hồng Anh nhà mình. Thôi 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 bà ơi, tôi nói thật nhá, bố nó bị thọt thế này, sau này tôi không muốn cháu nhà tôi sinh ra lại cũng bị thọt như bố nó thế này đâu. Thôi thôi dẹp cái vụ đấy đi. Thôi bà giới thiệu cái thằng thứ hai để cho tôi này. Bà ơi, cháu nó hồi nhỏ ấy, nó bị thương ở chân, do không kịp chữa trị nên mới thành tật, chứ không phải do bị bẩm sinh đâu bà. Thôi thôi thôi, tôi nói thật nhá, bị tật xấu ấy còn sửa được, chứ bị thọt thế này là sửa làm sao được. Mang cái thằng thứ hai đến cho tôi nhá. Dạ vâng, thôi đành vậy. Rồi, thì tôi đưa cháu đến với bà nhá. Vâng vâng, bà uống nước đi. Dạ vâng. Nước đi bà. Tôi xin bà. Bà Thủy ơi, bà Thủy có nhà không đây? Ôi, tôi có nhà. Cửa mở đấy, bà vào đây. Chào bà. Ôi, xin mời bà. Mời bà ngồi đây. Vâng ạ. Ôi, giới thiệu với bà, đây là thằng cháu Hưng. Chào bác ạ. Ừ, chào cháu. Hôm nay bố mẹ nó nghe tin là thằng bé được mời đến nhà chơi. Vui mừng ra mặt bà ạ. Cả hai bên cùng tác thành như thế này thì chẳng mấy chốc mà tôi được mời đi ăn cỗ cưới. Phải thế chứ, cháu nhà. Dạ, cháu tính thế này. Cháu muốn sang làm rể nhà mình. Và sau này cháu sẽ xin anh rể tìm cho cháu một công việc nhẹ mà lương cao, để có thời gian ở gần vợ để chăm sóc ạ. Ừ, tốt quá. Đúng gì người ta đã đồng ý mà cháu đã vội tính chuyện tương lai thế. Dạ thì cháu cứ lo xa thế thôi. Mà em Hồng Anh nhà mình đâu rồi ạ? Em ở trong nhà, để bác vô em nhé. Dạ. Hồng Anh ơi, ra mẹ nhờ cái này cho con. Đây, em đây này cháu. Con ơi, hôm nay cô Xuân bạn mẹ đến chơi, và có cả anh Hưng cháu cô Xuân nữa. Mẹ nhờ anh Hưng đưa con đi phố chơi. Thôi con ngại gì, anh Hưng ấy là người tốt mà. Con không thể rú ở mãi ở trong bốn bức tường như thế được. Con phải đi ra ngoài để cảm nhận cuộc sống ở ngoài chứ. Bác cứ yên tâm bác ạ, cái khu này cháu bảo kê hết, không ai dám bắt nạt em Hồng Anh nhà mình đâu. Đấy, chưa? Bây giờ cháu đưa em ra phố chơi với cô nhé. Dạ, vâng ạ. Yên tâm nhé. Đấy. Đi chơi đi. Đi chơi vui vẻ nhé. Dạ, chào bác.
Bình thường em hay làm gì? Em đi ăn gì? Ê, sao mày đi với con mù này đây? Nó mù chứ nó có điếc đâu. Nhưng mà mày định đưa nó đi đâu? Đi bán à? Mày điên à? Bán thì ai mua? Ông bà già tao ấy muốn tao sang làm rể nó. Cái gì? Mày cưới con mù này á? Này, đến lúc tao nhiều tiền ấy thì đừng mà vay nhá. Ông bà già mày khôn phết. Sang nhà nó tha hồ mà đếm tiền. Đúng là số hưởng nhở. Chứ còn gì nữa. Thôi, tao dắt nó đi chơi một vòng đã. À, vội gì? Đi ra làm vài ván điện tử với anh em. Mày bị điên à? Chả lẽ bây giờ mày muốn tao dắt theo cả con mù ấy đi á? Sao mà mày dắt? Cứ để nó chơi một mình, tí quay lại đón. Không được. Nó về nó mách bà già nó làm sao? Ừ. Mày không biết nó bị câm à? Cái gì? Bị câm á? Ừ. Mày thấy xung quanh hàng xóm đã bao giờ thấy nó mở mồm ra chưa? Chưa. Đấy. Thì mày sang nhà nó có thấy nó nói với mẹ nó câu gì không? Không. Nhưng mà mẹ nó bảo với tao là nó thấy người lạ nên nó ngại, nó không nói. Ôi giời. Mẹ nó sợ mày chạy mất dép nên mới lừa mày thôi. Đã mù lại còn câm. Phế vật. Thôi đi chơi đây. Thôi được rồi. Mày để tao đưa nó ra cái ghế kia ngồi một lúc đã. Rồi tí nó ra sau nhá. Nhanh nhá. Ừ. Bị câm rồi đây à? Ngồi im đây chờ tôi nhá. Không được đi đâu đấy. Ai đưa em tới đây đấy? Người nhà em đâu? Sao lại ngồi một mình thế này? Đã lâu rồi em không ra ngoài nhỉ? Hà Nội cũng sắp sang thu rồi đấy. Cái lúc mà anh nghe cô Thủy nói muốn giới thiệu anh với mẹ em ấy, anh mừng lắm. Nhưng anh vẫn hy vọng em có thể chấp nhận anh. Sao chưa thấy ai đón em nhỉ? Em tự ra đây một mình à? Em chịu trả lời anh rồi à? Buông lại tí nữa thì tao phá được cái trụ này cay thế này. Cày vãi. Này, thằng Thọt đi với con mù kìa. Kỳ qua xó chọ không ạ? Mày chó này, đi cướp mối của tao à? Thế mối của ai à? Trông hợp đôi lắm, mày hết cửa rồi. Hết cửa rồi. Hay là tẩn chúng nó một trận nào? Chúng mày tẩn cả hai đứa tao. Tẩn cả hai á? Nhưng con kia nó con gái mày. Thì bây giờ mày đánh thằng kia thì tao giả vờ tao vào cứu con mù. Khốn đấy, được. Đi. Được. Sa mà. Mày ngồi đây em đi. Mưa gió này không đi về mày lôi con thằng người ta đây à? Hả? Làm sao? Mày là ai cái gì bây giờ? Đi, bây giờ tao nhìn mày ngửa mắt tao thích cánh mày có sao không? Hả? Dương anh nhìn cái mắt đánh là sao? Em làm gì anh đâu? À không làm gì à? Tẩn nó luôn không ạ? Chờ đấy! Mày này! Chết này! Cô ơi, bọn con về rồi đấy ạ. Hai đứa
đưa đi về rồi đấy à? Dạ. Trời, về muộn quá. Bác đang gọi điện thoại không thấy nên bác còn định đi tìm đấy này. Dạ, tại bọn con mải chơi quá. Còn nhiều cơ hội, sau này hai đứa thoải mái đi chơi. Dạ. Ôi, con lạnh à? Ôi, sao người con lạnh em thế này? Em làm sao đấy? Con có bị cảm không? Con bị cảm là sao thế này? Chắc là do thay đổi thời tiết bác ạ. Mà cũng tại cháu, cháu không để ý kỹ em Hồng Anh. Bác không trách cháu đâu. Từ bé, sức khỏe con bé nó đã không tốt rồi. Thế hôm nay đi chơi, con bé có nói chuyện gì với cháu không? Hồng Anh không nói gì nhiều với cháu. Nhưng mà cháu luôn là người chủ động bắt chuyện với em ấy ạ. Không sao cháu ạ. Tính con bé nó cẩn thận, nó hay đề phòng người lạ lắm. Dạ. Sau này cháu sẽ quen thôi. Vâng ạ. Hồng Anh xinh xắn, hiền lành, lại hiểu chuyện. Cháu rất yêu mến em ấy. Bố mẹ cháu có nói là nếu sau này lấy được Hồng Anh về làm vợ thì đó là phúc ba đời của gia đình nhà cháu đấy bác ạ. Bác cũng nghĩ thế. Mấy năm nay khi con bé đến tuổi lấy chồng, bác lo lắm. May mà hôm nay gặp cháu đấy. Dạ. À, có khi bác phải sang nhà cháu sớm để nói chuyện với bố mẹ cháu về chuyện của hai đứa. Ôi, nếu mà lấy được Hồng Anh về thì cháu sẽ yêu thương Hồng Anh suốt đời và coi bác như mẹ đẻ của cháu ạ. Ừ, thế cháu ngoan quá. Mẹ ơi, con không lấy anh ấy làm chồng đâu, con không lấy đâu. Ôi, làm sao thế hả con? Tôi không phải em bị câm à? Ai bảo con gái tôi bị câm? Sao thế? Mẹ ơi, anh ấy là người xấu, anh ấy đánh anh Tuấn, mẹ đuổi anh ấy đi. Kìa, em nói linh tinh cái gì đấy? Con gái tôi không nói linh tinh. Thế rốt cuộc hôm nay có chuyện gì xảy ra ở ngoài đấy? Làm gì có chuyện gì ạ? Anh ấy để con một mình ở một chỗ rất lâu. Sau đó anh ấy đi chơi với đám bạn xấu. Lúc quay lại nhìn thấy anh Tuấn, anh ấy đánh anh Tuấn. Rồi con còn nghe thấy tiếng anh Tuấn cầu cứu nữa. Anh Tuấn rất đau. Mẹ ơi, mẹ tìm anh Tuấn đi. Em có nhìn thấy cái gì đâu mà nói thế. Tất cả chỉ là suy đoán thôi. Tôi đừng nói linh tinh nữa. Tôi không nhìn thấy, nhưng mà tôi nghe thấy. Tôi bị mù, nhưng tôi có bị điếc đâu. Anh chỉ dựa vào những lời nói dối mà định lừa cả gia đình của tôi à? Hóa ra tất cả những cái câu nói từ trước là cậu bịa ra để cậu lừa dối gia đình tôi, có đúng không? Đúng là tôi biết mặt mà không biết lòng. Cậu cút ra khỏi gia đình nhà tôi. Cút ngay. Cậu biết đi. Cút thì cút. Xem con mù nhà bà có ai lấy không? Cút đi. Con, thì hôm nay cậu có làm gì quá đáng với con không? Đúng là tại mẹ. Mẹ không biết nhìn người mà mẹ xin lỗi con nhá. Mẹ ơi, mẹ đi tìm anh Tuấn đi. Anh Tuấn anh đang kêu cứu, anh ấy đau lắm mẹ ơi. Ôi, không tìm rồi đấy, mẹ sao mẹ gọi cho nó ở đâu. Con đi con đi. À. Xong rồi. Cháu cảm ơn bác ạ. Mà tại sao bác lại dẫn em Hồng Anh ra đây ạ? Hồng Anh nó kể cho bác nghe hết rồi. Vừa xong nó cứ bắt bác phải chạy theo cháu. Bác cảm ơn cháu nhá. Dạ. Cháu có làm được gì đâu bác. Anh có sao không? Anh không sao. Ngồi nghỉ một lát là khỏe ngay mà. Thế hai đứa này quen nhau à? Dạ, lúc trước bác trai của ấy dẫn em Hồng Anh ra công viên. Nên cháu thỉnh thoảng đến nói chuyện với em Hồng Anh ạ. Mẹ ơi, từ bây giờ trở đi mẹ cho anh tới sang nhà mình thường xuyên nhá. Em nói thật chứ? Được. Sau này cháu cứ sang nhà bác chơi với Hồng Anh cho em nó đỡ buồn nhá. Dạ, vâng ạ. Thưa bác, tuy cháu là đứa khiếm khuyết nhưng mà cháu thương em Hồng Anh thật lòng ạ. Nếu có thể, cháu xin phép bác cho cháu được chăm sóc và bầu bạn với Hồng Anh được không ạ? Được thế thì còn gì bằng. Bác chỉ mong hai con sau này sống với nhau hạnh phúc, bình an là bác mãn nguyện lắm rồi. Dạ.